Ngày 1 tháng 1, Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Vai trò người mẹ siêu phàm của Đức Maria đã nói rộng tính cách đặc biệt của biến cố Giáng sinh. Đức Maria đóng một vai trò quan trọng trong sự nhập thể của ngôi hài Thiên Chúa. Ngài chấp nhận lời mời của Thiên Chúa mà đã được sứ thần đưa tin. Bà Elizabeth đã phải xưng tụng: "Em có phúc hơn mọi người nữ, và phúc thay người con trong lòng em, bởi đâu tôi được người mẹ của Chúa tôi đến thăm." Vai trò làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria đã đặt Ngài vào một vị trí độc đáo trong chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Tuy không nhắc đến tên Đức Maria, Thánh Phaolô khẳng định rằng Thiên Chúa đã sai con Ngài sinh bởi một phụ nữ sinh ra dưới chế độ luật. Thánh Phaolô còn nói thêm: "Thiên Chúa đã sai thần khí con Ngài đến trong tâm hồn chúng ta để kêu lên 'Abba, lạy Cha'", giúp chúng ta nhận thức rằng Đức Maria là mẹ của tất cả các người em Đức Giêsu. Một số thần học gia còn nhấn mạnh rằng vai trò làm mẹ Đức Giêsu của Đức Maria là một yếu tố quan trọng trong chương trình tạo dựng của Thiên Chúa. Ý tưởng đầu tiên của Thiên Chúa trong sự tạo dựng là Đức Giêsu. Đức Giêsu, ngôi lời nhập thể, là đấng có thể dâng lên Thiên Chúa tình yêu và sự thờ phượng tuyệt hảo nhất thay cho mọi tạo vật. Một khi Đức Giêsu có trong tâm trí của Thiên Chúa đầu tiên, thì thứ đến phải là Đức Maria, vì Ngài đã được chọn từ thuở đời đời để làm mẹ Đức Giêsu. Danh hiệu Mẹ Thiên Chúa đã có từ thế kỷ thứ 3 hay thứ 4, từ tiếng Hy Lạp Theotokos, người sinh ra Thiên Chúa. Danh xưng ấy đã trở thành nền tảng cho giáo huấn của giáo hội về sự nhập thể. Cộng đồng Ephesos năm 431 nhấn mạnh rằng các giáo phụ thánh đã có lý khi gọi Đức Trinh Nữ rất thánh là Theotokos. Và lúc cuối của cộng đồng đặc biệt này, đám đông dân chúng diễu hành trên đường phố, miệng hô lớn, ngợi khen đấng Theotokos. Truyền thống ấy vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày nay. Trong chương về vai trò của Đức Maria trong giáo hội, Hiến chế tính lý về giáo hội của cộng đồng Vatican II đã gọi Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa đến 12 lần.